Xin chào mọi người, đây là sản phẩm sữa rửa mặt Gold Plus của thương hiệu Thảo Mộc 37. Thì hôm nay mình sẽ review một chút về sản phẩm này. Từ khi mà mình dùng sản phẩm sữa rửa mặt thì đây là cái sản phẩm mình ưng ý nhất về tất cả những cái công dụng của nó, và quan trọng là mình đã thử nghiệm rất là lâu. Mình mới đưa ra một cái review cho các bạn để các bạn có thể là có cái sản phẩm tốt để sử dụng. Sữa rửa mặt này thì có một đặc trưng, đấy là nó có thành phần nano curcumin từ nghệ và những cái thành phần khác như là tinh chất lô hội này, collagen, vitamin E, tinh chất bạc hà, tinh chất trà xanh. Thì như chúng ta đã biết thì tinh chất trà xanh và tinh chất curcumin từ nghệ nó sẽ giúp chúng ta là kháng khuẩn, kháng viêm, trị mụn, làm khô quầy mụn cũng như là làm cho da trắng mịn, sáng hồng lên. Còn những cái tinh chất như là bạc hà làm cho da mình mát cũng như là đào thải được những cái độc tố da, và một số những cái thành phần khác như collagen và vitamin E thì nó sẽ làm da mình trắng mịn cũng như là sáng hồng và tông. Kể cả nghệ thì nó là làm chúng ta là vừa trị mụn vừa trắng hồng hào da nữa. Và rửa mặt thì rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần là lấy một ít lượng bàn tay rửa mặt như bình thường, sữa rửa mặt bình thường thôi, nó có một ít bọt thôi, và cảm giác rửa xong da mình nó bật tông luôn và cũng như là trắng sáng mịn màng, và cảm thấy da mềm mịn lắm. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn rửa bằng cái sữa rửa mặt Gold Plus này nhé. Đầu tiên thì mình sẽ làm ướt mặt như những cái sữa rửa mặt khác thôi. Các bạn làm ướt mặt, nhưng đối với sữa rửa mặt Gold Plus này nó rất là đậm đặc, cho nên là mình chỉ cần lấy một ít, nhưng mà một đỗ như này thôi. Đây là chúng ta bắt đầu làm ướt mặt, làm ướt một tí ở trên tay. Đây, bọt nó rất là ít, cảm giác thơm mịn rất là tuyệt vời. Sau đấy chúng ta sẽ massage khoảng 3 đến 5 phút, chúng ta rửa mặt sạch bằng nước thôi. Đây, chúng ta sẽ rửa lại bằng nước sạch. Cảm giác mềm mịn lắm.